quán Thời gian ngày 15 tháng 11 năm 2008 Tập 2 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng xin chào các vị pháp sư các vị đồng tu mời ngồi mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quán Hôm qua, chúng ta học đến Vọng sanh trí lập Bệnh vong tắt dược vong Cử không quyền dĩ chỉ đế Hôm nay, chúng ta xem tiếp câu phía sau Tâm thông tắt pháp thông Dẫn hư không nhi thị biến Ký giác ký ngộ Hà trệ hà thông Bách phi tức kỳ phan duyên Tứ cú tuyệt kỳ tăng giảm Cố đắc dược bệnh sông mẫn Tịnh loạn cụ dung Chúng ta xem đoạn này câu mở đầu này rất là quan trọng tâm thông tắc pháp thông pháp là dạng pháp cũng chính là nói vũ trụ nhân sanh ở trong phật pháp gọi là khắp pháp giới hư không giới không có thứ nào không thông đạt Câu nói này Trong một số trường hợp đích thực dẫn đến rất nhiều tranh cãi. Nói Thích Ca Mâu Ni Phật khéo ở khoa trường khắp pháp giới hư không giới vô lượng vô biên vô hạn làm sao có thể thông đạt không thể nào cho nên rất khó bảo người tin tưởng trên thực tế chúng ta ở trong đại thừa giáo học tập nhiều năm như vậy chúng ta tuy là chưa có chứng đắc đối với câu nói này thế nhưng từ trên sự từ trên lý chúng ta có thể tiếp nhận quyết định không có phản đối vì sao vậy chúng ta biết được tất cả pháp từ do đâu mà sanh việc này chúng ta biết trong phật giáo đại thừa phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh rời khỏi tâm tưởng không có một pháp có thể được đó là thực tướng các pháp tất cả pháp đã là từ tâm tưởng sanh tâm thông thì làm gì pháp không thông làm gì có loại đạo lý này chứ cho nên tâm thông thì pháp hoàn toàn thông liền thông suốt vấn đề của chúng ta ngày nay là ở đâu vậy vấn đề của chúng ta ngày đây là tâm không thông cho nên pháp liền không thông đạo lý ở ngay chủ này Vì sao tâm không thông Trong lòng sanh ra chướng ngại Đã vô số lần Phật nói với chúng ta Chân thật là từ bi đến tột đỉnh Chúng ta có vọng tưởng vọng tưởng Chính là khởi tâm động niệm Đó là sống động rất Vì tế Loại sống động này Thực tế ra mà nói Không có người nào Có thể quan sát ra được Vì sao vậy? Tâm quá thô Cho nên sống động cực kỳ Vì tế Bạn không cách gì phát hiện Không những chúng ta không phát hiện ra Phật nói với chúng ta A-la-hán cũng không thể Thậm chí Đến Bồ Tát cũng không thể Đến lúc nào Thì bạn mới có thể quan sát ra được Sống động di tế này Trên Kinh thường nói Bát Địa Bồ Tát Bát Địa Tiếp cận rất gần Với Quả Phật cứu cánh viên mãn Bạn xem Bát Địa Đi đến cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Năm dị thứ. Pháp thân Bồ Tát tổng cộng có 41 dị thứ, chính là 41 giai đoạn. Họ đạt đến đỉnh cao nhất. Năm giai đoạn là đỉnh cao nhất. Định lực như vậy Họ mới Có thể quan sát ra được Hiện tại Chúng ta từ nơi Bồ Tát Di Lặc Biết được tin tức đó Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta Loại di tế này Ở trong vật lý học Hiện tại chúng ta Đều không cách gì Dò tìm ra được Thời gian của nó quá ngắn Bồ Tát Di Lạc nói với chúng ta Một khẩy bóng tay 32 ức Trăm ngàn niệm Chỉ một khẩy bóng tay Trăm ngàn là đơn vị Trăm ngàn là mười dạng Cũng chính là nói 32 ức nhân mười dạng Hiện tại Thời gian này Đơn vị tính đến thông thường của chúng ta dùng dây một dây chỉ ít chúng ta có thể khẩy được bốn lần khẩy bốn lần thì nhân bốn thì bạn liền biết được tốc độ này là một nghìn hai trăm tám mươi triệu phần của dây ý niệm di tế như vậy đang tiếp nối nhau không ngừng niệm trước sanh niệm sau diệt sanh diệt không ngừng chính là cái sống động này nó không ngừng nghỉ cái sống động này khởi lên thì vũ trụ xuất hiện cũng chính là đại sư huệ năng đã nói trong đàn kinh Năng sanh dạng pháp Vì sao năng sanh chính là sống động Chỉ cần tâm động một chút Cực kỳ di tế như vậy Thì vũ trụ liền xuất hiện Cho nên vũ trụ này Không phải là do vụ nổ lớn sum la dạng tượng Đều hiện tiền Đây là nói y báo đồng thời ta cũng xuất hiện ta là chánh báo nhà phật thường nói y chánh trang nghiêm y là hoàn cảnh đời sống của chúng ta các vị phải biết chánh báo chỉ nói cá nhân ta một người ngoài ta ra bao gồm tất cả mọi người là hoàn cảnh nhân sự trong hoàn cảnh đời sống của chúng ta Cho nên y chánh này Chánh nhất định phải tường tận Chánh không phải là rất nhiều rất nhiều người Không phải là cái ý này Chánh là ta từ đâu đến Cho nên trong hoàn cảnh đời sống của chúng ta Có hoàn cảnh nhân sự Có hoàn cảnh vật chất Có hoàn cảnh tự nhiên Có thể phân làm ba loại lớn này Ba loại lớn này đều là dạng pháp Năng sanh dạng pháp Trong câu này đã bao gồm tất cả Cái động cực kỳ di tế là ai động vậy? Đích thực là ta động Ta Ở tự tánh Nhà Phật cũng đem nó Thí dụ là tánh hải Ở trong tánh hải Nó liền hiện ra pháp giới Nhà Phật nói Khắp pháp giới hư không giới liền xuất hiện đó là hiện tượng vật chất trong pháp tướng duy thức nói rất rõ ràng tường tận hiện tượng là cái gì tam tế tướng trong a lại giả thức càng nói càng tế vừa rồi chúng ta nói đó là sống động cái sống động này các chị phải ghi nhớ là một ngàn hai trăm tám mươi triệu phần của dây Nếu ở trong tam tế tướng Lại nhân thêm làm ba Lại nhân ba đi Chính là nói Trong cái sóng động này Đem nó phân thành ba giai đoạn Cái thứ nhất là nó động Khi vừa động Thì nó lập tức liền biến Là chuyển tướng Trong tam tế tướng cũng gọi là kiến phần Nó vừa chuyển biến Thì biến thành năng kiến tướng Có năng kiến Thì lập tức liền có sở kiến Sở kiến liền xuất hiện Năng kiến là tinh thần Mà ngày nay chúng ta gọi Chính là kiến văn giác tri Thọ tưởng hành thức Sau khi hiện tượng này xuất hiện lập tức liền có hiện tượng vật chất xuất hiện cho nên vật chất là huyện tướng bạn nghĩ nó thì liền hiện tướng hiện tướng vật chất chính là vũ trụ các vị phải biết phía trước chúng ta đã đọc khuy trần đốn hiện cho nên vũ trụ hiện tiền là đốn hiện không phải là tiến hóa tiến hóa là nói không thông thế giới là đốn hiện thời gian cực kỳ ngắn ngủi bạn không cách gì tưởng tượng bởi vì bạn vừa nghĩ vừa nghĩ thông thường phàm phu chúng ta nghĩ đó là một ý niệm cái ý niệm này chính là bồ tát di lặc nói 32 ức 100 ngàn niệm nhỏ 32 ức trăm ngàn niệm Chính là 320 triệu phần trăm giây vì tế đến như vậy cho nên tâm thông thì phát thông tâm này đến lúc nào thì thông vậy thông thường phật đem cái tiêu chuẩn này mở rộng cũng chính là nói tiếp cận thông Vẫn không phải thật thông đạt Tiếp cận thông là địa vị thế nào? Địa vị viên giáo sơ trụ kinh hoa nghiêm Nên gọi là Phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân Vậy tâm liền thông Bởi vì bạn có vô minh phiền não Vô minh chính là khởi tâm động niệm Bạn đã có thể làm đến không khởi tâm Không động niệm không phân biệt, không chấp trước, tâm này liền thông. Lúc này thế suốt thế gian pháp tất cả tự nhiên liền thông. Có thật vậy hay không? Một chút cũng không giả. Chúng ta xem thấy ngày trước hai vị này, một vị là thích ca mâu ni phật, ngày buông bỏ. Khi Ngài 30 tuổi Đêm khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước buông bỏ Khi vừa buông bỏ Thì thành Phật Làm sao biết được Ngài Pháp Thông Ngài thành Phật liền nói cho mọi người nghe một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Đó là Pháp Thông Một chút chướng Ngài cũng không có đại sư thanh lương phân tích bộ kinh này gọi là tứ vô ngại pháp giới bốn loại thứ nhất là sự không chướng ngại thứ hai là thể lý không chướng ngại thứ ba là lý sự vô ngại thứ tư là sự sự vô ngại đó là pháp thông không đạt vô ngại. Thế tôn vì chúng ta thị hiện. Đích thực là vì phần tử tri thức chúng ta làm thí dụ. Phần tử tri thức có kỳ vọng cầu học. Cho nên, ngày 19 tuổi, rời nhà ra đi cầu học học hết 12 năm chúng ta có thể tưởng tượng ra được đó là một người thanh niên rất ham học thân phận đặc thù ngày là thân phận dương tử thông minh chúng ta liền nghĩ đến một vị lão sư nào mà không hy vọng có học trò tốt như vậy Học trò này là người truyền Pháp Cho nên Ai mà không bằng lòng dạy cho Ngài Ấn Độ vào thời đó Học thuật của họ phát triển vượt qua Trung Quốc Làm sao biết được vượt qua Trung Quốc Trong ghi chép của Trung Quốc Miêu thuật đối với không gian Duy thứ khác Rất đơn giản Không tường tận Như Phu Tử đã nói Kính quỷ thần nhi diễn chi nhưng ông thừa nhận có quỷ thần chúng ta cung kính đối với họ vẫn là ít tiếp xúc với họ thế nhưng ấn độ thì không như vậy ấn độ thật đã tiếp xúc qua với họ tiếp xúc bằng cách nào vậy họ đều tu thiền định cho nên tứ thiền bác định mà trong kinh phật đã nói phải nên biết đó không phải Phật giáo Phật giáo Đến hiện tại chúng ta Trong sách sử Trung Quốc Chúng ta ghi chép Thích Ca Mâu Ni Phật Diệt độ đến hiện tại Đại khái là hơn 3.000 30 năm Thế nhưng Ấn Độ Chính mình không chú trọng lịch sử Không chú trọng ghi chép lại Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện vào lúc đó Triết học tôn giáo của Ấn Độ Đã rất phát triển Siêu diệt hơn khu vực khác Những học giả này Tín đồ tôn giáo Đều là tu thiền định Tứ thiền bát định Nếu như bạn tu thành Hoàn cảnh ở trong sáu cõi Rõ ràng tường tận Bên trên Bạn có thể đạt đến trời Phi tưởng, phi phi tưởng Phía dưới có thể đạt đến địa ngục bạn đều thấy được Đều thông suốt Việc này nhất định không phải là giả Ai có thể tu thành Thì người đó có thể xem thấy Mọi người cùng nhau giao lưu Chia sẻ Kiến văn giác Tri chính mình Đó là chứng thật Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không ngoại lệ đương nhiên đối với những tình hình này cũng thông đạt tường tận giống y như họ chúng ta là một người ham học đến cảnh giới này nhất định vẫn còn nghi vấn chúng ta không nói người khác khi tôi mới bắt đầu học thì tôi còn có nghi vấn sáu cõi từ đâu mà có vì sao có thể có sáu cõi ngoài sáu cõi còn có thế giới hay không chúng ta khẳng định phải truy cầu phải truy vấn những vấn đề này nhà tôn giáo thời đó không thể giải đáp giới học thuật cũng không cách gì giải đáp Họ đạt đến cảnh giới này cũng giống như đến đỉnh cao nhất. Hướng lên trên mà đi thì không thể thấy được thứ gì. Cho là đã đến đỉnh cao nhất. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật vào lúc đó không gì khác hơn. Ngày đêm buông bỏ cái đã học trong 12 năm Ở dưới cội Bồ Đề Vào thiền định Tầng thứ sâu hơn Ở trong thiền định này liền đột phá được tứ thiền bát định mới đem những nghi vấn đã nói phía trước hoàn toàn giải đáp Giải đáp thì tâm thông Thuật ngữ trong nhà Phật chúng ta Gọi là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Đó chính là Ngài chứng được Phật quả Từ đó về sau Ngài liền bắt đầu dạy học Năm đó Ngài 30 tuổi Sau khi trị ngộ Ngài liền bắt đầu dạy học Dạy hết một đời Thế Tôn Ngài 79 tuổi qua đời Trong Phật Pháp gọi là Duyên tịch 30 tuổi bắt đầu đến 79 tuổi ra đi Giảng kinh dạy học 49 năm Sau khi đạt ngộ, giảng bộ kinh đầu tiên chính là Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm đáng tiếc không phải giảng cho đại chúng. Vì sao vậy? Vì sự quá sâu. Lý quá sâu. Sự không phải thường thức người thông thường có thể lý giải được. Cho nên Phật nói ra cảnh giới Mà Ngài chứng được là nói ở trong định Trong định có cảnh giới Những người nào nghe Người nghe có thể nói rất nhiều Mười phương chư Phật Bồ Tát đều đến Số lượng đó là vô lượng vô biên Nói không hết Đều tập hợp Ở đạo tràng này của Thích Ca Mâu Ni Phật Nghe Phật giảng hoa nghiêm Đó đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn Chúng ta không cách gì tưởng tượng Nói rất tỉ mỉ Tỉ mỉ đến chúng ta cũng không cách gì tưởng tượng thời gian thời gian nhân gian chúng ta không dài ngay trong hai thất cũng có kinh nói ngay trong ba thất hai thất mười bốn ngày ba thất hai mươi ngày cứ tính là ba thất chính là hai mươi ngày ngày giảng ra bộ kinh hoa nghiêm phía trước chúng tôi đã giới thiệu sơ qua với các vị Kinh mà Phật giảng ra được Bồ Tát Đại Long Bồ Tát Đại Long là Bồ Tát Đẳng Giác Cất giữ ở Long Cung Sau khi Phật diệt độ 600 năm Ấn Độ xuất hiện một vị Bồ Tát Long Thọ Con người này cũng là thông minh tuyệt đỉnh Cũng là tu thiền định Công phu rất cao cũng đột phá được tứ thiền bát định chứng được sơ địa có thể thấy được đi vị của ngài cũng tương đối cao ngày đọc tất cả pháp mà thế tôn đã nói ra trong 49 mươi năm chỉ ba tháng thì đọc xong hiện tại truyền đến Trung Quốc không phải hoàn toàn đầy đủ bởi vì giao thông lúc đó rất không thuận tiện. Hoặc giả Pháp Sư Ấn Độ đến Trung Quốc Hoàng Pháp đều là chọn lựa rất kỹ chọn một số quan trọng kế hợp trình độ người phương Đông Phật pháp gọi là căn tánh mang đến bộ phận lớn còn chưa truyền đến. Pháp sư Trung Quốc chúng ta vì sao sau khi phiên dịch đêm đó chỉnh lý biên tập thành Đại Tạng Kinh hiện tại? Các vị thử nghĩ xem gì nào có thể ở trong ba tháng học xong toàn bộ Đại Tạng Kinh? đó là bộ vẫn chưa đầy đủ truyền đến Trung Quốc chỉ một bộ phận Bồ Tát Long Thọ có năng lực ở trong ba tháng liền thông đạt chúng ta không thể không bội phục đó là gì vậy tâm thông thời pháp thông sau khi ngày học xong cảm thấy không còn thứ gì học nữa ở trên thế gian này ở trong phật pháp ngài là đệ nhất không phải đệ nhị tìm câu ra đệ nhị thế là có một chút kiêu ngạo lên cái kiêu ngạo nổi lên thì liền đọa lạc bồ tát đại long thương xót xem thấy ngài như vậy liền đón ngài đến long cung xem qua bộ đại kinh hoa nghiêm mà năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật Đã nói Sau khi Ngài xem rồi Vừa xem thấy số lượng của bộ này Tâm kiêu ngạo của Ngài liền mất hết Cảm thấy cả đời của mình Đã học được là quá nhỏ hẹp Làm sao Phật có thể giảng được nhiều đến như vậy Bộ này chưa có lưu thông đến nhân gian ngài xem thấy bộ kinh này có đại bổn có trung bổn có tiểu bổn đại bổn là toàn văn trung bổn là tinh hoa tiểu bổn là một lục cương yếu một lục cương yếu ngài nghĩ đến đại bổn cùng trung bổn chúng sanh trên địa cầu này của chúng ta không có người nào có thể thọ trị thế là ngài liền lấy tiểu bổn số lượng của tiểu bổn có 40 dạng câu. 40 phẩm. Ngài cũng thật có năng lực. Ngài có thể ghi nhớ nó lại đầy đủ viên mãn. 10 dạng kệ, 10 dạng kệ chính là 40 dạng câu. Khi trở lại nhân gian Ngày liền đem nó từ trong ký ức chép ra lại Đến thế gian này mới có Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Cho nên Tiểu thừa Nam Truyền không thừa nhận Họ nói Kinh Hoa Nghiêm không phải Phật nói Là Bồ Tát Long Thọ tự mình tạo ra Thế nhưng chúng ta xem qua toàn gian của Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Long Tọa không thể tạo ra được Nếu Ngài có thể tạo ra được Thì Ngài thành Phật Ngài không phải là quả Phật cứu cánh viên mãn Ngài nhất định không thể tạo ra Cho nên chúng ta Đối với những lời nói của Bồ Tát này Có thể tin tưởng Thế nên kinh này từ Ấn Độ Truyền đến Trung Quốc Lại là một bản bị thiếu bạn thấy toàn kinh Mười dạng kệ Truyền đến Trung Quốc Đại khái mới phân nửa Hơn nữa còn truyền đến ba lần Lần thứ nhất vào thời Đông Tấn Truyền đến là ba dạng sáu ngàn kệ tụng Lần thứ hai là lúc Võ Tắc Thiên làm Hoàng đế Truyền đến Trung Quốc vào thời nhà đường Ngày thật xoa đang đà tôn giả Mang đến Chính là Tăng thêm 9.000 kỵ tụng 3 dạng 6.000 lại thêm được 9.000 Thành ra 4 dạng 5.000 kỵ tụng Sau cùng Khoảng năm trinh nguyên đời nhà đường Phổ hiện hành nguyện phẩm Phẩm kinh này Rất hay có một quyển này hoàn chỉnh truyền đến Trung Quốc Dịch thành trung văn 40 quyển Phiên dịch lần thứ nhất là Hoa Nghiêm 60 Phiên dịch lần thứ hai là Hoa Nghiêm 80 Phiên dịch sau cùng là Hoa Nghiêm 40 Họp ba loại bản này Để trừ bỏ đi bộ phận trùng lập Hiện tại bản trung văn có 99 quyển Nguyên bản của phạm văn không tìm ra được Hiện tại Kinh Hoa Nghiêm Chỉ có bản dịch của Trung văn Lưu truyền ở thế gian này Cũng sắp có gần 5.000 Bài kỳ tụng Cho nên Đại sư Trung Quốc Chúng ta gọi đây là lược bản Bởi vì chỉ có một nửa của tiểu bản Thì không còn tìm thấy nữa Thế nhưng người tâm thông Thì Pháp liền thông Liền không có chướng ngại Thế nên những điện tích này Muốn dùng nó để giúp chúng ta tu học Hy vọng chúng ta ở ngay trong một đời này có thể đạt đến tâm thông có thể làm được hay không có thể những tổ sư đại đức của giáo hạ nhiều đời ở trung quốc người vào được cảnh giới này cũng không ít các ngài đã làm ra cho chúng ta tấm gương tốt Từ trên lý mà nói Trừ bỏ chướng ngại Thì tâm liền thông Cái chướng ngại này Chính là khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Bạn có thể nhất thời Thấy đều Buông bỏ Vì thì bạn liền thành Phật Cho nên trên lý mà nói Phạm phu thành Phật Phải cần thời gian bao lâu vậy ngay một điểm Một điểm buông bỏ thì liền thành Phật Không thể buông bỏ thì là phạm phu Sự buông bỏ này thật khó Thích Ca Mâu Ni Phật buông bỏ rồi Nhất thời buông bỏ Đại sư Huệ Năng Tổ thứ sáu Thiền Tông Trung Quốc Cũng là nhất thời buông bỏ đại sư huệ năng thì hiện cho chúng ta xem ngài không hề đi học ngài không biết chữ hay nói cách khác ngài không có học qua ngày nào cũng có thể thành phật việc này nói rõ từ trên lý mà nói phạm phu thành phật là ở ngay một niệm vậy chúng ta hỏi vì sao chúng ta không thể buông bỏ kỳ thật chúng ta gọi là tại sao không thể buông bỏ vì thì lại khởi lên vọng niệm không còn vọng niệm mới là phật nhiều vọng niệm đến như vậy thì bạn làm sao có thể thành được phật chúng ta thật muốn buông bỏ đó lại là vọng niệm Chính là họ không thể buông bỏ Thì họ lại thêm nhiều một vọng niệm Đó chính là tứ cú bách phi Mà trong đây đã nói Thật không dễ đoạn Khởi tâm động niệm Không có một ý niệm là chánh niệm Là chính xác cái chính xác này là gì vậy là tương ưng với tự tánh đó là chính trái ngược với tự tánh đó là phi sai lầm cho nên đại đức xưa có hai câu nói rất hay khởi tâm là sai động niệm đều trái không cần nói Mở miệng nói chuyện Khởi tâm động niệm Thì sai rồi Vì sao vậy Y chánh Nó liền hiện ra Không khởi tâm Không động niệm Xin nói với các vị Khoảng vũ trụ này Không có vật chất Cũng không có tinh thần Không khởi tâm Không động niệm Là cảnh giới như vậy Không khởi tâm, không động niệm Vật chất cùng tinh thần đều không có Đó là thế giới gì vậy? Thích ca lục tổ chứng được rồi Nói với chúng ta Cảnh giới đó Mới gọi là pháp giới nhất chân Đó là thật Một chút của không giả Vì sao được nhất chân Dĩnh hằng không thay đổi chính là cõi thượng tịch quan mà trong tịnh độ chúng ta thường nói đó mới gọi là pháp giới nhất chân chân thật dưới cõi thượng tịch quan thì có hình tướng có vật chất có tinh thần gọi là cõi thật báo trang nghiêm cũng gọi là pháp giới nhất chân vì sao vậy người ở trong cõi đó sáu căn đối với cảnh giới sáu trần bên ngoài không có phân biệt không có chấp trước cũng không có khởi tâm cũng không có động niệm cũng chính là nói vọng tưởng phân biệt chấp trước họ thể đều đoạn hết cho nên cũng là pháp giới nhất chân đó vì sao có thể hiện tướng Việc này ở trên Đại Kinh chúng ta hiểu được rõ ràng Vì tập khí khởi tâm đồng niệm của họ chưa đoạn Tập khí không dễ đoạn Không có phương pháp để đoạn Chỉ có đợi thời gian lâu dần Thì tự nhiên sẽ không còn Phải thời gian bao lâu vậy? Việc này trên kinh nói với chúng ta ba đại a tăng kỳ kiếp thời gian dài đến như vậy thì tập khí tự nhiên sẽ không còn thế nhưng ở trong đó chúng ta gọi họ là pháp thân bồ tát khi họ khởi được tác dụng thì không hề có chút chướng ngại nào Khởi tác dụng gì vậy Chúng sanh của mười pháp giới Có cảm Thì 41 vị pháp thân đại sĩ này Các ngài tự nhiên liền sẽ có ứng Cảm ứng tương thông Khi ứng Cũng giống như phẩm phổ môn đã nói Lý Bồ Tát Quán Thế Âm làm thí dụ Đáng dùng thân gì để độ Thì Ngài liền hiện ra thân đó để độ Nên dùng phương pháp gì để độ Thì Ngài liền dùng phương pháp đó để độ Vì sao gọi là không chướng ngại Những vị Phật Bồ Tát Ứng hóa ở thế gian này Quyết định Không có khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Không hề có Đó gọi là diệu dụng Chúng ta làm bất cứ việc gì Thì đều khởi tâm động niệm Có phân biệt chấp trước Bồ Tát ở thế gian này Ứng hóa ở thế gian này Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy Giống như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư vậy Thiên nhân chương này do Quốc Sư Hiền Thủ viết Quốc Sư Hiền Thủ Cũng là người như vậy Như Ngài Thanh Lương Như Ngài Tông Mẫn Đều là cảnh giới này các ngài chưa từng khởi tâm động niệm đương nhiên càng không có phân biệt chấp trước tùy duyên diệu dụng khởi tâm động niệm thì không diệu phân biệt chấp trước thì là tạo nghiệp không thông mới có thể có hiện tượng này thông rồi thì không còn nữa Thế là chúng ta hiểu rõ được đạo lý này Hiểu rõ chân tướng sự thật này Những tổ sư Đại Đức đời sau này Cũng đã vào được cảnh giới Phật Các ngài giải thích đối với kinh giáo cho chúng ta Rất nhiều chú sớ truyền lại Chúng ta mới hiểu được Mỗi câu mỗi chữ Quyết định không hề khác với kinh Mà Thế Tôn đã nói chúng ta phải tin được thôi như loại căn tánh này của chúng ta không phải là căn tánh thượng thượng người căn tánh thượng thượng có thể nhất thời dừng hẳn chính là buông bỏ tức thời người căn tánh trung hạ thì không thể làm được vậy thì phải làm sao từ từ mà đi trong đúc từ từ bà đi đó đích thực là có rất nhanh cũng có rất chậm cho nên phân ra thượng trung hạ đại khái người thượng căn thì ngay trong một đời có thể vào được cảnh giới phật cũng chính là bạn có năng lực siêu diệt mười pháp giới có năng lực đạt đến cảnh giới Bồ Tát sơ trụ chính là thành Phật bạn đem khởi tâm động niệm buông bỏ Là người thượng căn Người trung căn thì khó Người hạ căn thì càng không làm được Thế nhưng người căn tánh trung hạ Có thể buông bỏ một bộ phận Có người buông bỏ chấp trước Có người buông bỏ phân biệt Người buông bỏ chấp trước Đương nhiên Trong đó rất may mắn Là bạn gặp được tịnh độ Bạn niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Vì thì thù thắng không gì bằng Người buông bỏ chấp trước Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Không phải cõi phạm thánh đồng cư Mà là cõi phương tiện hữu dư Nếu như có thể buông bỏ được phân biệt Họ giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc khẳng định được cõi thật báo trang nghiêm không hề giống nhau hoàn toàn chưa buông bỏ khi bạn đến lúc lâm chung mỗi niệm của bạn là a di đà phật a di đà phật làm cho vọng niệm của bạn bị che khuất cũng có thể giảng sanh việc giảng sanh này là gì Giảng sinh cõi phạm thánh đồng cư Đó là chúng ta Đối với khác biệt chính phẩm Ba bậc Bốn cõi của thế giới Tây Phương cực lạc Chúng ta phải hiểu cho rõ ràng Sau đó Chúng ta tuy là không thể Có được tiêu chuẩn như trên kinh này Tâm thông thì Pháp thông Chúng ta không có được tiêu chuẩn này Chúng ta đạt đến một chút bên cạnh Hiện tại trong lòng chúng ta hiểu rõ Quyết định cầu sanh tịnh độ Phương pháp đó Thì cần phải đem tất cả pháp thế gian này Buông bỏ Đường chủ niệm Phật đường thường giảng Buông bỏ thân tâm thế giới Để khởi chánh niệm Chính là một câu A-di-đà Phật Vì thì Pháp bạn liền được thông Cái thông này thông đến chỗ nào vậy? Thông đến cõi phạm thánh đồng cư Của thế giới cực lạc Tuy là không phải thật đã thông Thế nhưng cũng không giả sanh đến cõi phạm thánh đồng cư Thì bảo đảm bạn Một đời chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn bạn liền có được bảo đảm quyết định bạn không còn thoái chuyển việc này người người đều có thể làm được chỉ xem bạn có chịu làm hay không đại sư thiền đạo đã nói dạng người tu dạng người đi chính pháp môn này Nếu như vẫn còn Lưu luyến đối với thế suốt thế gian Pháp Lưu luyến chính là bạn không chịu buông bỏ Vì thì bạn không thể đi Đi không được thì phải làm sao Đợi đời sau kiếp sau Được thân người Gặp được Pháp môn này Lại tiếp tục làm tiếp Lời nói này là thật Vì sao vậy Những đồng tu hiện tại chúng ta đi Chính là loại người này hoa nghiêm ngày trước chúng ta có duyên hay không có duyên không có duyên thì cả đời này không thể gặp bạn có thể gặp được một lần nghe một hai giờ đồng hồ đều là có duyên với hoa nghiêm kết duyên từ lúc nào vậy kết duyên từ đời trước từ kiếp trước cũng chính là vừa rồi chúng ta đã nói chúng ta có lưu luyến không thể buông bỏ đối với thế gian này cho nên luân hồi ở trong sáu cõi luân hồi đến hôm nay rất may mắn lần này lại được thân người lại gặp được nữa sự việc chính là như vậy nếu như đời này vẫn không chịu buông bỏ được thôi lại chờ cơ hội lần sau nữa Trong vô lượng kiếp Luôn có mấy lần cơ hội Từ từ mà đến Thì nhưng vậy thì rất khổ Phải biết thế gian này rất khổ Cho nên chân thật giác ngộ được Nhân sanh là khổ Bạn mới có thể thật buông bỏ Hy vọng ngay trong đời này Có thể thành công Quyết định thành công Vì thì mỗi ngày đọc kinh có thể khai ngộ hay không? Mỗi ngày niệm Phật có thể khai ngộ hay không? Mỗi ngày trì chú có thể khai ngộ hay không? Đều có thể. Trên Kinh Kim Cang, Phật nói với chúng ta. Các Pháp bình đẳng, không có cao thấp. Các Pháp mà Phật đã nói chính là phương Pháp. Phương Pháp đoạn phiền não, Phương pháp học pháp môn Phương pháp thành Phật đạo Là tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Nó đều là bình đẳng Không có cao thấp Hay nói cách khác Đều là giúp chúng ta Nhìn thấu buông bỏ Bạn luôn phải ghi nhớ Cái tổng nguyên tắc này Vì thì bạn tu học Không thành vấn đề Cho nên tâm thông thì pháp thông Câu này chúng ta chỉ học đến đây thôi Dẫn hư không nhi thị biến Dẫn là dẫn dụng Dẫn dụng hư không Để ám thị cho chúng ta Hư không là các pháp giới thí dụ cái gì thí dụ thông tâm của chúng ta như hư không vậy pháp cũng giống như hư không vậy bởi vì tâm không phải thật pháp cũng không phải thật cho nên nhất định không thể chấp trước không những không thể chấp trước cũng không thể phân biệt Đến cuối cùng Thì không thể khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm Thì bạn liền rơi vào trong Tứ cú bách phi Ký giác ký ngộ Hà trệ hà thông Thật đã giác rồi Thật đã ngộ rồi Trệ chính là chướng ngại Thông chính là thông đạt Điều không còn nữa chỉ cần giác ngộ thì thấy đều không còn nữa cho nên phía sau giảng tứ cú bách phi bách phi tức kỳ phan duyên tứ cú tùy kỳ tăng giảm cái gì gọi là tứ cú bách phi nghi chủ này giải thích sơ lược với các vị bởi vì đây là thuật ngữ trong nhà phật danh từ thuật ngữ các vị ở trên kinh nơi văn tự của tổ sư đại đức thường hay xem thấy nêu ra một thí dụ nói cho bạn nghe bốn câu thứ nhất đó có thứ hai là không thứ ba là cũng có cũng không thứ tư là chẳng có chẳng không đi gọi bốn câu bách phi là gì vậy bốn câu này triển khai ra trong có đó có hữu có có hữu vô có cũng có cũng không có chẳng có chẳng không thì là biến thành bốn câu trong vô cũng có bốn câu vô hữu vô không vô cũng có cũng vô vô chẳng có chẳng vô cho nên bốn câu này trong mỗi một câu có bốn câu bốn lần bốn mười sáu câu mười sáu câu có quá khứ mười sáu câu hiện tại mười sáu câu ủy lai 16 câu thì biến thành 48 câu. 48 câu đã khởi lên 48 câu. Còn có chưa khởi lên 48 câu đã khởi. Chưa khởi một cái 48 câu thì là biến thành 96 câu. 96 câu lại thêm vào căn bản. Có không cũng có cũng không chẳng có chẳng không 100 câu. Đó gọi là tứ cú bách phi cổ đức có giải thích dùng một vấn đáp để nói rõ hỏi ly tứ cú tuyệt bách phi kỳ ý hà cư chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông Tịnh Tông Học Hội Úc Châu Cẩn dịch Vòng Tây Cư Sĩ Địa chỉ email vòng Cư Sĩ A Gmail.com Diễn đọc Phật Tử Thiện Quang Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh vì nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật